trong 10 năm trở lại đây, Internet bùng nổ và tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Internet phủ sóng toàn cầu. Internet đã và đang làm rung chuyển thế giới, tạo ra những cơ hội khổng lồ. Có một danh sách dài những mô hình kinh doanh và làm giàu trên Internet. Trong số đó có một thứ đã giúp cho hàng triệu người trở thành triệu phú nhờ Internet, đó chính là Affiliate Marketing. Vậy Affiliate Marketing là gì? Hiểu một cách đơn giản thì đây là mô hình kinh doanh sử dụng các mối quan hệ có sẵn. Người làm Affiliate chỉ cần giới thiệu khách hàng cho người có sản phẩm, dịch vụ và được hưởng hoa hồng trên mỗi dịch vụ của khách hàng như truy cập vào website, điền thông tin vào form, mua hàng hay cài đặt một ứng dụng. Điều tuyệt vời đó là tất cả những công việc này được thực hiện hoàn toàn tự động. Đây là một cách kiếm tiền online vô cùng hiệu quả dành cho những ai không có sản phẩm hoặc bắt đầu khởi nghiệp trên Internet. Nó còn được gọi là hình thức vừa kiếm tiền vừa học hỏi. Affiliate, mô hình kinh doanh dễ làm, không cần vốn. Hoa hồng hấp dẫn lên đến 50, thậm chí là 80-100%, đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới có việc làm. Hàng nghìn người trên Việt Nam có thu nhập hơn 10.000 đô một tháng. Rất nhiều người trở thành triệu phú vì làm Affiliate. Với Affiliate, bạn có thể tự động hóa và nhân bản hệ thống, giúp tạo ra nhiều cỗ máy kiếm tiền, từ đó tạo cho bạn nhiều nguồn thu nhập thụ động trên Internet. Công thức đã được chứng minh qua Amazon, eBay, Clickbank và tại Việt Nam có kinh doanh online az.com. Dù bạn là bất kỳ ai, nhân viên văn phòng, sinh viên, học sinh, seller, marketer hay blogger, chỉ cần bạn với một chiếc laptop, smartphone, kết nối với Internet là bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền với Affiliate. Và ngay bây giờ hãy tham gia Affiliate cùng với kinh doanh online az.com để có thể tạo ra nguồn thu nhập đáng mơ ước của bạn.